Giới thiệu dự án cướp biến tiền điện tử Crypto Byte, cướp biến tiền điện tử kiếm tiền trong không gian. Cướp biến đây là một trò chơi nhàm dối kể về những nhà thám hiểm. Cướp biến mạo hiểm qua những vùng không gian rộng lớn vô tận. Trong nhiều thế hệ chúng ta lớn lên đọc sách và truyện tranh về cướp biển và sau đó trên sân chơi chúng tôi tưởng tượng mình là thuyền trưởng của con tàu, tự tin đưa ra mệnh lệnh cho cả đội, tàn nhẫn không thương tiếc cả thù và không sợ hãi nhìn vào đôi mắt to lớn của Kariken. Hôm nay chúng tôi muốn mang đến cho những người chơi của chúng tôi một chút hoài niệm và niềm vui từ thời thơ ấu đã xa của họ, một thế giới rộng lớn nơi bạn trên con tàu cướp biển của mình tự mở đường đến danh vọng và kho báu. Game Play chơi để kiếm tiền, tiến thấp quyền bằng cách nhận tiền từ quái vật và những người chơi khác, nâng cấp và bán tàu cho những người chơi khác. Trò chơi nhàn rỗi, trò chơi không đòi hỏi sự chú ý của bạn. Cuộc truy tìm kho báu vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn không có mạng lưới xã hội BBB, chinh phục điều chưa biết một mình hoặc với bạn bè của bạn. Hợp tác với những người chơi khác trong hành động hợp tác trên nội trú làm thế nào? Nó hoạt động kiếm token bằng cách lấy kho báu từ quái vật và người chơi khác, nâng cấp và bán tàu cho người chơi khác. Lộ trình 2022 quý 1, những sự kiện ngẫu nhiên, bán xếp hạng nâng cấp tàu 2022 quý 2, cướp bóc đồ tạo tác, sự kiện ngẫu nhiên mới, danh hiệu hệ thống bạn bè, thả hiện vật trong BBB, kiếm kê, tàu nâng cấp mới, mã thông báo Bitchat NFT thế hệ 1, Aerob thử nghiệm beta đã đóng 2022 quý 3, nhiệm vụ sự kiện ngẫu nhiên mới, thành tựu hệ thống chức danh, mua bán đồ tạo tác 2022 quý 4, câu cá trong không gian 2023, sự kiện trò chơi cho thuê tàu, sự kiện thế hệ bản đồ, khám phá các địa điểm mới, cẩn cướp, kiểm toán vùng, phân số trận chiến, phân số sự kiện trò chơi cốt thiết bị tàu. Đối với các nhà đầu tư, chúng tôi sẽ phát triển một dự án và đầu tư vào việc quảng bá dự án để tăng khả năng hiển thị của dự án. Điều này sẽ cung cấp nhu cầu về tài sản của chúng tôi và tăng giá trị của chúng. Đối với người chơi, bạn có thể chơi trò chơi này mà không cần đầu tư, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận với các mã thông báo. Hiện tại, bạn có thể rút mã thông báo về ví của mình hoặc mua hàng trong ứng dụng vào trò chơi, nhận tàu và bắt đầu cuộc hành trình của bạn. UFB bắt đầu miễn phí, cơ hội kiếm tiền mà không cần đầu tư ban đầu. NFT tham gia vào trò chơi và tăng thu nhập cho của người chơi. Mỗi đợt NFT mới không làm mất giá các đợt trước, sử dụng rộng rãi mã thông báo trong trò chơi. Thiết lập đi thuyền hợp tác đa dạng đặc trưng BV2E, bạn sẽ có thể chiến đấu với quái vật và thu nhập tài liệu có thể hữu ích trong cuộc chiến chống lại một đối thủ mạnh hơn. Chúng là một trong những nguồn chính của mã thông báo trong trò chơi, đánh bại tất cả chúng một mình hoặc trong một đội với bạn bè của bạn. Chúng tôi sẽ triển khai hoạt động chèo thuyền có thể giúp bạn đi xa nhất có thể và kiếm được nhiều tiền nhất có thể, nhưng hãy cẩn thận, bạn càng đi xa, con đường trở về của bạn càng trở nên khó khăn hơn. Trong trò chơi của chúng tôi, bạn sẽ chạm trán với những người chơi khác cả ngẫu nhiên và cách thách thức họ đấu bằng tay đôi. Bạn có thể kiếm được danh hiệu bằng cách lấy chúng từ kẻ thù bị đánh bại. Giải thưởng, bạn sẽ nhận được giải thưởng cho các danh hiệu thu nhập được. Các tính năng, tinh thần của cuộc phiêu lưu cướp biển, tàu gỗ có buồng năng lượng, mặt trời rung ngoạn quần đảo trong không gian, quái vật khổng lồ kỳ lạ, săn đồ tạo tác, săn tìm kho báu. Theo thời gian, chúng tôi sẽ tạo ra thị trường của riêng mình để giúp người chơi của chúng tôi mua sắm thuận tiện. Crypto Byzantium liên tục được cập nhật và cải tiến, và chúng tôi dự định giới thiệu chức năng cho phép người chơi và nhà giao dịch kiểm tra trạng thái hiện tại của NFT trước khi quyết định cái nào sẽ bán hoặc mua cái nào. Video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.